So boys and girls, today's topic is about things in the house. Vậy các em thân mến, chủ đề của bài học hôm nay sẽ là về đồ dùng trong nhà. So with the topic things in the house, what vocabulary and model sentences do we have today? Vậy với chủ đề về đồ dùng trong gia đình, chúng ta sẽ có những từ vựng và mẫu câu nào? Các em hãy cùng cô theo dõi nhé. First up, vocabulary. Đầu tiên là từ vựng. We are going to learn poster. Poster. Bed. Bed. Chair. Chair. Picture. Picture. Coats. Coats. Ball. Ball. Wall. Wall. Here. Here. There. There. Near. Near. Under. Under. On. On. Where? Where? And the model sentences. Where is the and one thing? It's and location. Where are the two or more things? They are and location.